Nhà ngoại Hồng Loan đã chủ động giải cứu cháu gái tội nghiệp. Thưa quý khán giả, nhà ngoại Hồng Loan thân thế ra sao? Mẹ Hồng Loan là ai? 37 năm qua, ngoại trừ Vũ Linh thì không một ai biết, kể cả má Từ Quốc Thanh, người đã sống như vợ chồng với cổ nghệ sĩ, cũng không được ông hé lộ thông tin này. Mọi bí ẩn về gia đình nhà ngoại Hồng Loan tưởng chừng bị chôn sâu dưới lòng đất cùng với ông Hoàng Hậu Quảng. Nhưng không, bằng hai chữ ruột thịt và tình thân đúng nghĩa, đích thân những người bên ngoài của Hồng Loan đã chủ động liên hệ với phía của Hồng Loan để giải cứu đứa cháu gái tội nghiệp bị nhà nội kẻ lạnh và hãm hại. Vừa qua chia sẻ với cộng đồng mạng, chị Ni cho biết mọi người bên phía của Hồng Loan không biết nhà ngoại Hồng Loan là ai nên không biết tìm ai để hỏi thông tin này. Tuy nhiên, khi sự việc tranh giành tài sản bùng nổ, mạng xã hội tràn ngập thông tin về drama trái luân thường đạo lý, thì nhà ngoại của Hồng Loan đã biết tin và chủ động tìm lại đứa cháu gái 37 năm qua chưa từng gặp mặt. Chị Ni chia sẻ, bên nhà ngoại của Hồng Loan có những tổn thương riêng nên họ chỉ muốn câu chuyện của Hồng Loan và gia đình ngoại được giữ trong vòng bí mật, âm thầm hỗ trợ cháu gái mà không lộ diện. Chị Ni cho biết, thời điểm hiện tại Hồng Loan chỉ liên lạc qua điện thoại với người thân của mẹ ruột một lần, chưa gặp mặt. Còn chị Ni đã hai lần gặp gỡ trực tiếp với những người bên phía ngoại của gia đình Hồng Loan. Chia sẻ về nội dung gặp gỡ với những người bên họ ngoại, chị Ni cho biết những gì Hồng Loan kể và những thông tin bên họ ngoại đều trùng khớp, logic với nhau. Đây chính là niềm tin vững chắc Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Khi được hỏi liệu có một buổi công bố thông tin Hồng Loan là con ruột của ông Võ Văn Ngoan hay không, Diệu Ni đã thông báo tin vui, chắc chắn là có, vì điều này đã được phía Hồng Loan lẫn những người bên ngoại đồng ý. Nếu những thông tin bên nhà ngoại Hồng Loan vẫn khiến bán tính bán nghi, chưa thỏa lòng của kênh, chị Ni cho biết hãy xét nghiệm ADN như cách thức chuẩn y khoa mà chị Ni đã đề cập. Thưa quý vị, giờ đây Hồng Loan đã có khai sinh, tên cha là ông Võ Văn Ngoan, đã biết nhà ngoại của mình là ai, đã có kết quả ADN thì còn gì để chối bỏ, để phủ nhận giọt máu của ông Hoàng Hậu Quảng.